Chào mừng các bạn đến với Ben Channel. Nếu đã từng xem qua phần phim Movie Zero về cuộc đời của Yuta, ắt hẳn ai trong chúng ta đều phải công nhận rằng Yuta quả là một cậu học trò xuất sắc nhất của thầy Gojo. Mới vào trường, cậu đã nhận được thẻ học sinh là chú thuật sư đặc cấp rồi. Đã thế, Yuta không chỉ mạnh nhờ nguyên hồn Rika hỗ trợ trong chiến đấu, mà chính cả anh cũng rất tài giỏi, thanh thạo mọi loại kỹ năng chiến đấu, từ tầm xa cho đến cận chiến, sử dụng tốt những chú cụ, học được kỹ thuật đảo nghịch, một kỹ thuật vô cùng phức tạp và khó hiểu. Ngay cả thầy Gojo, khi học sang năm 2, thì Gojo Satoru mới có thể sử dụng được kỹ thuật này. Nhờ lần chiến đấu mém chết dưới tay một sát thủ nhà Zenin, nếu Rika là quyền hồn đặc cấp với danh hiệu là nữ hoàng lời nguyền, thì Yuta cũng đáng gờm không kém. Có sự cộng hưởng từ sức mạnh của cô bạn Rika, Yuta cứ như là hổ mọc thêm cánh. Và cũng có khi, sức mạnh của Yuta còn có thể tiến xa hơn về sau, khi mà giờ đây anh cũng đã rất bá đạo rồi. Nối tiếp những tình tiết ở cuối bộ truyện Movie Zero thì chúng ta thấy Geto, một nhân vật phản diện ở phần phim này, đã bị Yuta đánh bại và bị Gojo giết chết. Về phần Rika thì cô bé này đã được thanh tẩy sau khi nói những lời từ biệt với Yuta, người bạn thân của cô. Tuy nhiên thì ở mạch truyện chính, chúng ta lại thấy sự xuất hiện trở lại của Rika. Trong khi đó thì ở bộ Movie Zero, chúng ta đã thấy Yuta hóa giải Rika rồi mà. Lý do là gì? Và Rika mạch truyện chính có phải là Rika thật hay không? Hôm nay chúng ta hãy cùng đến với video Rika có thực sự đã bị thanh tẩy. Mối quan hệ đặc biệt của họ. Ai coi Jujutsu cũng đều biết, mối quan hệ giữa Rika và Yuta là một mối quan hệ rất thân thiết. Có thể nói họ là bạn thân, và sau đó phát triển thành tình yêu. Trong chiến đấu, họ còn là cộng sự rất hợp ý nhau. Điều này chắc chắn là chúng ta không cần phải nói nhiều về họ. Mình cũng đã từng làm hai video để nói riêng về hai nhân vật này rồi. Đặc biệt là nói rất kỹ về quá khứ tội nghiệp của cô bé Rika. Các bạn có thể ghé qua đó để xem lại nhé. Nhưng cũng chính mối quan hệ bền chặt và gắn kết này mà đó là một sợi dây vô hình khiến cho cả hai luôn gắn liền với nhau. Vô tình thay, chính mối liên hệ này mà Rika dù đã được Yuta giải trừ lời nguyền, nhưng cô ấy vẫn có thể tồn tại và xuất hiện bên cạnh Yuta mỗi khi chiến đấu. Như các bạn thấy, trong phần chuyện chính, tại trò chơi Tử Diệt Hồi Du do Kenchaku bày ra, Yuta đã đụng độ phải hai đối thủ sở hữu những thuật thức vô cùng khó chịu. Cũng là hai người chơi có số điểm khá ấn tượng, Riku và cô nàng Takako. Lúc này, bằng chiếc nhẫn đính hôn của cậu với Rika, Yuta đã triệu hồi cô vợ của mình lên để hỗ trợ anh cho việc lấy điểm từ hai người chơi này. Đó là lần chính thức Rika được xuất hiện trong mạch truyện của bộ Jujutsu Kaisen. Trước đó, thì khi thi hành án tử của Itadori, trong quá trình chiến đấu, Itadori bằng thế thuật mạnh mẽ của cậu mà cậu đã đạp gãy một thanh katana, một chú cụ mà Yuta thường xuyên sử dụng trong chiến đấu, đã bị Itadori phá hỏng. Cũng ngay thời điểm đó, Rika xuất hiện đằng sau lưng của Itadori, thò hai bàn tay của mình đã vặn nát đầu Itadori khi cô cảm nhận Yuta, chồng cô đang gặp nguy hiểm. May mắn thì Yuta đã nói với Rika rằng chúng tớ chỉ đang đùa mà thôi, thì lúc đó cô mới biến mất. Ở lần đó, Yuta không triệu hồi Rika, mà cô ấy, thông qua sự cảm nhận của mình, đã xuất hiện để bảo vệ tính mạng của Yuta. Và chính tình tiết này, nó là minh chứng rõ hơn hết cho chúng ta biết. Mối liên hệ của họ là rất đặc biệt. Rika sẽ luôn ở bên Yuta, dù cậu đã giải trừ lời nguyền. Thế nhưng, như Rika đã nói, khoảng thời gian 6 năm bên Yuta, đấy là khoảng thời gian cô hạnh phúc nhất. Dù bị Yuta nguyền rủa trước cái chết của mình, nhưng Rika chưa bao giờ ghét cậu. Suốt thời gian bên cạnh cô ấy, Rika đã rất vui, cô mạnh mẽ để bảo vệ bạn trai của mình. Rika cũng lo lắng và quan tâm tới những cảm xúc của Yuta hơn, như cái cách mà cô thấy Yuta ghét Geto khi hắn tấn công ba người bạn học của cậu. Rika cũng ghét theo. Thời điểm đó, Rika cũng không phải là một quyền hồn dễ bị Geto thao túng, dù hắn đã chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng, tách hội chú thuật của cả hai trường để chiến đấu với nhóm quyền sự của hắn, khiến Yuta ở lại một mình trong trường với Maki. Nhưng nhiều đó thôi, cũng không thể nào bắt lấy được Rika, bởi như mình đã nói lý do ở trước, Rika và Yuta là một mối quan hệ đặc biệt. Tình bạn và tình yêu của họ không thể nào tách rời nhau được, đặc biệt lại là một quyền hồn đặc cấp mạnh mẽ như Rika. Hay chúng ta có thể hiểu thì mối quan hệ này chính là khế ước mà cả hai đã giao kèo với nhau, và chiếc nhẫn chính là sản phẩm cho khế ước hôn nhân của họ, vô tình đã tạo ra một sợi dây liên kết giữa Yuta và Rika. Điều này cũng trả lời luôn cho câu hỏi tại sao Yuta có thể triệu hồi Rika thông qua chiếc nhẫn, và cả cô ấy cũng có thể xuất hiện tùy lúc nếu cảm thấy Yuta đang gặp nguy hiểm. Và là với lý do này, chắc đã giải quyết phần nào cho câu hỏi tại sao Rika vẫn còn sống thôi đúng không? Để thêm phần chắc chắn thì chúng ta hãy đến với lý do tiếp theo, một lý do vô cùng quan trọng để trả lời gần như mọi thắc mắc của các bạn. Rika không thể thành tẩy. Đúng vậy, giống như Sukuna, Rika là một quyền hồn đặc cấp mạnh mẽ và vô cùng lợi hại, sở hữu nguồn chú lực dồi dào, là nơi mà Yuta có thể tha hồ sử dụng để chiến đấu.
Chính vì nguồn chú lực quá khủng của cô nàng mà nguyên hồn này mới có danh xưng nữ hoàng của các nguyên hồn, có sức mạnh to lớn, chỉ đứng thứ hai sau vua lời nguyền Sukuna. Nếu Sukuna sở hữu 20 ngón tay không thể bị phá hủy, thì Rika cũng thế. Sức mạnh quy ước của cô có thể sắp xỉ khoảng 16 hay 17 ngón tay của Sukuna. Và chính vì nguồn chú lực vô tận đó mà Rika cũng gần như không thể bị thanh tẩy được. Điều này gần như là nguyên do giải thích tại sao cô ấy có thể cho phép Yuta sao chép tất cả các kỹ thuật nguyền rủa lẫn những thuật thức di truyền. Chính vì thế mà điều đó đã giúp Yuta trở nên bá đạo như vậy. Và cũng chả trách lợi hại như Rika nên Geto mới cố gắng thao túng Rika như thế. Thêm nữa, ban đầu hình dáng của Rika là không có mắt. Có thể nói, ở trạng thái này, Rika đang không sử dụng hết 100% công lực của mình. Mà khi được Yuta ngỏ lời yêu với cô, sẵn sàng chết cùng Rika chỉ để tiêu diệt Geto khi hắn làm hại những người bạn học của anh và trao nụ hôn lên Rika, khiến cho nguyên hồn này thức tỉnh sang trạng thái mới. Trạng thái mà Rika có thêm một con mắt trên khuôn mặt của mình. Cơ thể của cô cũng to lớn và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Điều đó cũng nhờ một phần rất lớn từ nguồn chú lực dồi dào của cô. Và người điều khiển và thúc đẩy cảm xúc của Rika không ai khác là Yuta, liên kết với mối liên hệ đặc biệt của hai người. Mà như mình đã nói ở lý do thứ nhất, sở hữu nguồn chú lực vô tận không thể bị thanh tẩy, thì gần như nó đã trả lời cho chúng ta biết rằng Rika không thể bị thanh tẩy. Nói đúng hơn thì cô chưa hề được thanh tẩy. Yuta chỉ giải trừ lời nguyền chủ tớ mà cậu đã vô tình nguyền lên cô, ép buộc cô phải bên cạnh cậu mà thôi. Rika mạnh mẽ và tồn tại là nhờ sức mạnh tình yêu mà cô dành cho Yuta. Thế nên vì những lý do này, chắc đã chứng minh được phần nào về câu hỏi lớn của video ngày hôm nay đúng không? Và để xác minh điều mà mình vừa nói có phải là nói chơi hay không, thì chúng ta hãy cùng sang phần dẫn chứng từ trong phần truyện và phần phim Movie Zero này nhé. Yuta đã hủy bỏ mối quan hệ chủ tớ với Rika. Có lẽ tình tiết phim có dịp khá nhanh, nên chắc có nhiều bạn đã bỏ lỡ câu thoại quan trọng mà thầy Gojo đã nói ở cuối phim. Khi Yuta đã đánh bại được Geto, Gojo đã xác nhận cho Yuta thấy rằng Rika không nguyền lấy cậu, mà chính cậu mới là người nguyền rủa Rika và đã ép Rika hóa thành một nguyền hồn bám lấy anh như thế. Mặc dù về phía cô bé, thì chuyện ở cạnh Yuta là một điều vô cùng hạnh phúc. Trước khi nhờ Rika hỗ trợ cho anh chiến đấu với Geto, thì Yuta đã hứa sẽ ở cạnh Rika bên thế giới bên kia với cô ấy. Tuy nhiên, Rika lại từ chối. Rika nói Yuta là đồ ngốc, tại sao cậu lại muốn chết? Sau đó, cơ thể nguyên hồn của Rika biến mất, để lại cô bé xinh xắn ngây thơ. Người bạn thuở nhỏ của Yuta, người đã biến Rika thành nguyên hồn là Yuta, chính vì thế mà nó đã tạo nên một mối quan hệ chủ tớ giữa hai bên. Nếu bên bị nguyền là Rika không muốn giáng sự trừng phạt nào lên Yuta, thì việc giải trừ mối liên hệ này cũng đã hoàn tất. Nhìn mặt Rika, lúc đó buồn một cách sầu não và vô cùng lo lắng cho Yuta vì cô ấy không muốn trừng phạt người bạn thân của mình. Lúc này Rika chạy tới ôm lấy Yuta và cảm ơn cậu vì thời gian qua đã luôn ở bên cạnh cô. Nó còn hạnh phúc hơn cả những lúc cô còn sống và dặn dò với Yuta rằng nhớ là đừng qua bên đây sớm nhé và hãy giữ gìn sức khỏe. Được biết thì Yuta sở hữu thuật thức bẩm sinh là tạo ra lời nguyền Rika thông qua mối liên hệ của họ. Yuta khi tạo được Rika, cậu ấy có thể kiểm soát cũng như tận dụng nguồn lực lẫn sức mạnh của cô, như cho phép Yuta có thể sao chép kỹ thuật nguyền rủa là nơi Yuta chứa những món chú cụ mà anh dùng. Với thuật thức bẩm sinh này, Rika cũng trở thành một nguyên hồn đáng sợ như vậy. Và vì cô cũng khá mạnh, nên Rika cũng không thể nào bị thanh tẩy được. Thế nên, với mối quan hệ chủ tớ giữa người tạo ra nguyên hồn đặc cấp và kẻ bị Yuta nguyền rủa đã được giải trừ thành công. Và vì Rika tốt bụng và yêu mến Yuta, nên cô không cần trừng phạt Yuta. Cô ấy bây giờ có thể được tự do bên thế giới bên kia mà không bị Yuta kiểm soát hay chế ngự lên sức mạnh của cô nữa. Nói chính xác hơn, thì Rika là một nguyên hồn tự do, không bị Yuta ràng buộc. Tuy nhiên, vì mối tương duyên sâu sắc của cả hai, Rika luôn âm thầm theo dõi bạn mình. Ngay cả khi Yuta không cần triệu hồi Rika thông qua chiếc nhẫn, Rika cũng có thể xuất hiện, như lần cô bắt lấy Itadori khi Yuta đang giả vờ thi hành án tử lên học trò của thầy Gojo. Yuta chỉ có thể triệu hồi Rika 5 phút. Tại chap 178, khi chiến đấu với hai đối thủ mạnh mẽ, tham gia tại trò chơi tử diệt hồi du, thông qua chiếc nhẫn đính hồn của cả hai, thì Rika đã xuất hiện trong trận chiến này. Rika, với vai trò là người hỗ trợ, nên cô không thức tỉnh trạng thái mạnh nhất của mình, mang trong người một kho vũ khí để giúp Yuta đánh bại được hai người chơi để giành lấy số điểm của họ. Theo như Yuta nói, thì dù Rika được siêu thoát khỏi mối quan hệ giữa chủ tớ mà Yuta đã nguyền, nhưng Rika vẫn ở lại với cậu. Trong thời gian 5 phút, ngay khi được triệu hồi, Yuta được cho phép sử dụng những thuật thức thông qua Rika. Yuta có thể thực hiện nó, lẫn sử dụng những chú cụ mà cô ấy để trong người. Tại trận chiến này, Rika không những mang vũ khí và những thuật thức cho Yuta, mà cô còn giúp Yuta trong việc bay nhảy trên không trung, chặn những đòn pháo kích từ Ryu. Trong khi Yuta đang bận rộn với Katako, thì Rika sẽ là kẻ chiến đấu một một với Ryu.
Và đương nhiên, sức mạnh vượt trội của Rika áp đảo hoàn toàn anh chàng pháo kích Ryu rồi. Đến khi hai người kia chơi thực hiện lãnh địa cùng lúc lên lãnh địa của Yuta, thì họ đã bắt nhốt Yuta vào bên trong, khiến cho Rika bên ngoài phạm vi lãnh địa và đã vô cùng tức giận. Và vì quá lo lắng cho sự an nguy của chồng mình mà sức mạnh Rika lại một lần nữa được bùng nổ, con mắt của cô lại được thức tỉnh, tàn sát hết những nguyên hồn Kurosuki. Bọn chúng tấn công và cố tình câu thời gian của Rika. Tuy nhiên, đẳng cấp vẫn mãi là đẳng cấp. Yuta vẫn chưa hề mệt mỏi trong cuộc chiến với hai chú thuật sư này. Anh dễ dàng đánh bại Ryu ngay tại bữa tiệc của hắn. Khi Yuta sao chép hoàn chỉnh chú thuật của cô nàng Takako, thao túng không gian thành một tấm màn. Và dù sự liên kết của Rika và Yuta đã kết thúc, nhưng Yuta vẫn đủ chú lực để sao chép luôn thực thức của Ryu, tạo ra một vụ nổ Grantina, rồi bắn chùm năng lượng tiêu diệt luôn Ryu bằng chính thuật thức của hắn. Tính tới thời điểm hiện tại, thì Yuta đã thành thạo 3 kỹ thuật thanh tẩy thông qua trận chiến với Geto. Cậu sử dụng được chú ngôn của gia tộc Inumaki tại tử diệt Hồ Du. Cậu dùng được kỹ thuật bắn năng lượng, tạo ra một vụ nổ Ryu và thao túng không gian bầu trời thành tấm màn của Takako. Chưa biết những người chơi nào tiếp theo mà Yuta sẽ đụng độ, nhưng thông qua sự kiện này, Yuta lại có thêm cơ hội để được trải nghiệm và học hỏi nhiều kỹ thuật bá đạo hơn trong chiến đấu, giúp cậu có thể nhanh chóng giành điểm số cao trong trò chơi này, cũng như tìm được cách giải cứu thầy Gojo nếu như lôi kéo được thiên thần Kurusu Hana, hoặc nếu được thì học luôn thuật thức của cô ấy để triệt tiêu mọi chú thuật của Ngục Môn Cương, vật đang phong ấn ông thầy quốc dân của chúng ta. Tất nhiên, dù cho như thế, nhưng vẫn có nhiều ý kiến cho rằng hiện tại Rika trong mạch truyện chính là Rika Fake, vậy thì có đúng hay không? Trong Jujutsu Kaisen, nguyên hồn là nguyên hồn, không có thật hay giả, và Rika mà chúng ta biết đến đây chính là Rika thật. Như mình đã nói từ trước, thì thông qua chiếc nhẫn đính hồn mà cô bạn Rika tặng cho Yuta vào năm sinh nhật 6 tuổi, Yuta chỉ được phép triệu hồi Rika trong 5 phút và được quyền sử dụng chú cụ lẫn những thuật thức. Và việc Rika xuất hiện trong phần chuyện này là vì cô ấy quyết định đã lại với Yuta ngay cả khi mối quan hệ giữa chủ tớ đã được hóa giải. Rika lại là một nguyên hồn mạnh mẽ, sở hữu nguồn chú lực vô tận, nên cô ấy gần như không thể bị thanh tẩy được. Và vì thế, việc khẳng định rằng Rika ở mạch truyện hiện tại là Fake thì không đúng đâu nhé. Nói thêm một chút về hình dạng của Rika, thì cô ấy có tận hai hình dạng. Từ khi hóa thành nguyên hồn khi bị Yuta nguyền rủa, Rika có một dạng nguyên hồn khá ấn tượng, mạnh mẽ và vô cùng to lớn. Nhưng nếu cảm xúc của cô bùng nổ và dữ dội hơn, thì dạng 2 sẽ xuất hiện, cơ thể Rika sẽ to lớn và xuất hiện với một con mắt trên khuôn mặt. Đây được coi là hình dạng hoàn chỉnh và cũng là hình dạng mạnh nhất của Rika. Yuta triệu hồi Rika thông qua chiếc nhẫn, nhưng Rika có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, miễn là cô ấy cảm thấy Yuta không an toàn, như lần mà Rika xuất hiện phía sau người Itadori. Và đó cũng là tất tần tật những câu hỏi thắc mắc của các bạn đã để lại bên dưới video gần đây trên kênh của mình. Các bạn có những thắc mắc nào nữa không? Để lại ý kiến bên dưới phần bình luận cho mình biết với nhé. Hoặc bạn cũng có thể ghé qua nhóm làng chú thuật để đặt câu hỏi cũng như đóng góp ý kiến cho kênh của mình nhé. Tạm biệt!